tưởng nó to đó mọi người, nó không cần rớt quen cái ray nữa. Nghĩ vậy sao mà uống. Thôi, đây, đi ra mua chanh với anh. Chanh ở ngoài đây. Sâu qua đi xe danh nè. Đây, giỏi. Sâu. Đây, từ từ thôi. Ok, thì xin chào cả nhà nha. Thì trước khi mà vào cái clip á, thì mình giới thiệu tới cả nhà một cái con game tên là T-Win. Đó, thì con game đây á, mình chơi thì mình thấy nó rất là hay luôn. Đó, thì mình giới thiệu tới cho mọi người. Thì đây là cái giao diện của con game nha cả nhà. Nó có rất là nhiều trò chơi ở trong đây luôn này. À, như là siêu xe, săn cá, đọt bão nè, địa chủ phá băng. Đó, quay thú tùm lum hết. Thì trước hết là mình xin giới thiệu tới cả nhà là khi mà vào con game á, nó... Khi cả nhà chơi á, cả nhà nhận thưởng á, thì cả nhà có thể nạp vô nè, nạp bằng Momo, thẻ cào, Zalo, Viettel Pay. Đó, iPin nó rất là có nhiều cái cộng để nạp nha. Đó, cả nhà nạp vô đây. Rồi, bên đây thì nó cũng có một cái chỗ mà khi cả nhà mà có tiền á, cả nhà có thể rút ra được. Thì cứ làm theo cái hướng dẫn nha nè, rút tiền, nhập số tiền rồi nè. Rồi tài khoản 1, tài khoản 2, tài khoản 3, rồi rút ra thôi, đơn giản. Rồi, thì trong đây nó có rất là nhiều trò chơi, thì mình thích nhất là trò chơi ví dụ như là săn cá đây. Đó, săn cá này cả nhà. Giờ mình sẽ trải nghiệm thử cho cả nhà cùng xem nha. Đó, săn cá nè. Đó, săn cá. Đó, có cái trò săn cá rất là hay luôn này cả nhà. Đó, thì nói chung là sau khi mà chơi xong á là mình có thể rút được ra bằng rút ra được rồi nha cả nhà. Đây là cái hình ảnh mình rút được rồi này. Đó. Rồi mình có để cái đường link của cái con game này ở dưới phần mô tả á. Cả nhà mà thấy hay á thì cứ xuống đó mà xem, thích thì cứ tải về mà chơi nha. Hàng ngày á là các bạn sẽ được nhận hoa hồng mỗi ngày từ cái việc mà điểm danh và nhận free tiền chia sẻ lên Facebook luôn đó nha. Đó thì thôi ok, mình sẽ tiếp tục video thôi. Ok. I'm not the girl that used to be sometimes. I'm more than worse. I'm young, what I once was. I don't believe in love. Hey, hey, if I want something, I got it. Hey, hey, oh baby, I don't need love me. Hey, hey, cause your love, I cannot buy it. Wasn't real, wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care, I'm fine, I'm fancy brighter. Yeah, yeah, you homeboy. I'm telling you goodbye, I'm telling you goodbye. Yeah, yeah, you homeboy. I'm telling you goodbye, I'm telling you goodbye. Sẽ tiến hành thực hiện một cái clip thử thách về chanh. Đó là pha nước chanh theo phong cách nhà Xu Xí Sọn nha. Thì ở nhà mình đã chuẩn bị hết đầy đủ dụng cụ luôn rồi, chỉ còn thiếu chanh nữa thôi. Thì mình dẫn Xu với Bông nay đi ra chợ để mua chanh về để làm clip đó. Ok, sau khi mà mua chanh về xíu nữa là mình sẽ quay cho cả nhà xem đó là cái công đoạn mà làm ly nước chanh mà theo phong cách nhà của chú cháu đi hai chân sẽ như thế nào nha. Cái gì á? Hai chân luôn. Được rồi, ok. Con này con chị, con kia con em. Lấy xu với em bán. À, bao nhiêu tiền? 30 ngàn thôi. Xu với 2 con. Ở đâu đấy? Đi cứng rồi mẹ. Lâu rồi mẹ. Xu đứng dài châu. Đứng ở đây. Đứng lên. Đứng lên đi chơi. Đây chị, em có 30 nè. Đứng lên đi chơi. Có. Xu, Bông đứng lên. Đứng lên. Đây, bây giờ. Xu, nói đứng như mình, nói đứng không. Nè, anh nói đi. Bây giờ hai đứa đứng lên đi về nha. Đi về cùng anh. Xu đứng lên trước. Xu đứng lên. Rồi Bông đứng lên. Bông đứng lên. Rồi. Thấy chưa? Bông. Xu đứng lên. Xu đó. Rồi, đi xem về nè. Bông. Xe vô. Bông đứng lên nè. Rồi, Bông đi xe vô anh nè. Dạ, đi xe vô. Bông đi xe vô. Xu ơi. Xu đứng lên. Xu xe vô. Bông đi về. Bông. Bông đi về. Bông đi về nào. Đi về. Bông đi xe vô. Đi xe vô Bông.
Đây dạ. Đó thì đây là lần đầu tiên mà mình cho Bông mặc đồ đi ra đây, đi ra chợ để mua cùng với Su nha. Thì sau này mình sẽ làm nhiều clip của Bông cho cả nhà cùng xem nữa luôn. Ok cả nhà nha. Thì sau khi mà Su, Bông đã đi mua chanh về luôn rồi đây. Đó, nguyên liệu chanh là đã có để có thể thực hiện cái thử thách ngày hôm nay luôn rồi. Thì thử thách ngày hôm nay của gia đình Su Resort đó là ai sẽ là người làm nước chanh ngon nhất theo phiên bản đặc biệt nha cả nhà, chứ không phải theo phiên bản bình thường đâu. Đó, mẹ với bé sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Đó, thì thể lệ cái cuộc chơi ngày hôm nay là như thế này nha. Thì ở đây á là mình đã chuẩn bị rất là nhiều cái số ở trong đây luôn rồi. Đó, đó thì cái số đây á là tượng trưng cho việc bóc chanh. Đó, bởi vì khi mình làm nước chanh là mình còn phải có chanh nè, có đường, có muối. Đó, thì bây giờ ví dụ nha, mẹ bóc được trong đây, mẹ bóc được bao nhiêu cái thì mẹ phải làm ly nước chanh với đúng cái số trái đó luôn. Là trong cái ke này à? Đúng rồi, đây, phát cho mỗi người một cái ke. Đó, sau khi mẹ lấy được, ví dụ nha, mẹ lấy được có một quả chanh thôi. Nhưng mà mẹ đường á, là xíu nữa là mẹ sẽ được bóc một cái dụng cụ để lấy đường. Rồi. Trong cái dụng cụ đó nó sẽ có rất là nhiều thứ như cả nhà, như là cái muỗng nè. Đó, rất là nhiều cái bí mật. Đó, ai mà bóc trúng cái nào là sẽ dùng cái dụng cụ đó để lấy đường để làm nước chanh. Ok chưa? Đó. Nước chanh là nước chanh mình tự mình làm là mình tự uống luôn hay là người khác uống? Mình uống luôn chứ, thấy cuối cùng ba người uống, người nào uống nhanh nhất là người đó làm là xong rồi. Ai uống nhanh nhất là người đó chiến thắng. Chiến thắng là phần thưởng là cái gì? Phần thưởng đó là 1.000.000 nha cả nhà. Được chưa? Yeah. Thôi rồi. Mẹ sẽ cố gắng lấy 1.000.000 để mua thức ăn cho con nha. Rồi. Dẫn đi chơi luôn. Đó thì được chưa? Sẵn sàng chưa? Dạ. Rồi, đây là clip pha nước chanh theo phong cách nhà Su Xí Sọn nha cả nhà. Yeah. Giờ bắt đầu sẽ đến vòng bóc thăm nha mọi người. Rồi hai bóc chứ mọi người lại bóc hai tờ. Hai tờ đúng không? Hai tờ cộng lại hả? Dạ. Yeah. Rồi. Dạ mẹ. Hai tờ rồi, đây. Hai tờ đã cho ba rớt rồi mẹ bóc luôn. Rồi. Hai tờ đây đúng không? Rồi, bắt đầu. Rớt rồi. Rồi bắt đầu mở ra. Hai mở ra trước. Số của mình là số mấy đây? Số 3. Ba trái. Ba trái cộng cái đây là nhiều. Hai trái là 5 trái. 5 trái hả? 5 trái. Giờ lên bé. 5 trái. Bé. 6 trái. Sao nhiêu vậy? 6 với mấy? 6 với 4 là 10 trái. Còn con mẹ được bao nhiêu trái này? Chết rồi. Mẹ nhiêu trái? Ôi giờ 7 trái. 7 trái. Chú xem nhiều, chắc mẹ nhiều lắm rồi đây. 7 trái. 1 là 8 trái. 8. Rồi. Rồi ok, thì nói chung là 5 nè, 5, 10 và 8 trái nha cả nhà. Rồi, bây giờ bắt đầu. Mẹ nhiều trái nhất hả? Mẹ 10 trái đúng không hả? Mẹ mấy trái? Mẹ là 8. 8 trái đúng không? Xong rồi đây con. 2. Giờ chia khẩu phần trước đi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Sao mẹ trái to không vậy? Thì em 10 trái đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À cả nhà bây giờ 5. Rồi. 5 trái. Chu cho thỏ cho thẻo với thẻo nhỏ nhất mà lại nhiều chanh nhất. Rồi, bước tiếp theo là gì? Bây giờ cắt ra rồi bỏ nước chanh vô đó luôn. Dạ cắt rồi. Cắt cái nặng chanh hả? Nặng vắt chanh luôn. Rồi bây giờ cắt rồi vắt vô. Để mỗi người đây mình cắt cho. Mỗi người sẽ thực hiện cái khẩu cái vị đó nha. Cắt cho thẻo trước nha con. Dạ. Rồi con tự vắt nha. Dạ. Tự vắt tay luôn. Rồi con vắt đi. Bằng mở của con ra. Rồi, anh bỏ đây ra sau cho. Ê, có thẻo đây con, bắt đi. Còn của con đâu, bỏ lên đây. Đó, đây là của thẻo nha cả nhà, 10 trái. Đó, còn của mình đây. Chúc sao con ít vậy? Mình 5 trái. Đây, ủng hộ mẹ đi. Đây con. Trời, nó quá nhiều cả nhà ơi. Thì quay cận cảnh cho mọi người đi. Bắt chanh. Đây nha cả nhà, bây giờ mình đưa ra đây cho mọi người thấy là sau khi mà lượng nước chanh của mỗi người như thế này nha. Mình là ít nhất của mình là 8 quẻ mà bằng cái của con bé đấy 10 quẻ luôn. Bé 10 quẻ rồi cả nhà. Cho mình dắt hết nước luôn á. Rồi, mình là 5 quẻ nè. Rồi, em là gì đây? Mày ngồi tướng đẹp quá Hiền ơi. bây giờ là gì Hiền? Bây giờ thì cho chính cái hộp, trong cái hộp đây sẽ có dụng cụ múc đường. À, múc đường này đúng không? Dạ. Rồi ok, thì nói chung là mình đã chuẩn bị đường ở đây nha cả nhà. Thì để có thể lấy đường trong đây thì phải chọn một trong những cái dụng cụ trong đây để lấy đường. Đó. Xem ok, để bây giờ ai chọn đầu tiên? Con. Hồi nãy từ hai qua mẹ rồi, giờ từ mẹ qua hai đi. Đây đúng không? Mẹ đang lấy đi, mẹ lấy đường đi. Mẹ là chọn đi, hôm nay số 2. Không, mẹ chọn thôi, chút nữa mới mở ra một lượt. Mẹ chọn số trước đi. Mẹ chọn thôi mẹ dở luôn. Không, để ban luôn cùng dở một lần. Mẹ chọn số mấy? Số mấy đi ta? Số 2. Mẹ rồi, mẹ chọn số 2. Em chọn số mấy? Số 6. Anh chọn số 4.
Rồi bây giờ. Bây giờ thì mở đi. Hai khu đi, hai khu số 2 trước đi. Số 2 là gì đây? Cái gì vậy? Cái này là để múc đường nha. Múc đường. Em số mấy? Em luôn hả? Em số 6. Em số 6, thẻ số 6 đúng không? Thẻ cái gì vậy? Số 6. Tao tao bỏ vừa rồi cái gì? Thẻ là cái sao mày? Để con chọn nào. Được rồi bố. Được rồi bố. Bố ơi vậy. Ít da nhất mà còn ít đường nhất. Thôi, rồi đây. Bỏ nó hết cho mọi người coi, dưới mấy cái hộp cái gì. Đây là A, có cái muỗng. Số 8 là cái gì? Cái muỗng. À, số 8 là cái muỗng đó nha mọi người. À, cái nĩa nữa. Số 3 là cái này. Rồi, rồi. Sao mẹ với Thảo chọn cái gì mà to nhất vậy? Rồi, ok. Số 4 là cái giá này nha mọi người. Rồi, đầu tiên là mẹ mình nha cả nhà. Mẹ, cái này mẹ còn có múc được đâu. Múc cho mẹ ha, phải múc cho mẹ chứ, múc tay lên. Để con múc cho. Giờ đầu tiên là con múc cho mẹ nha, múc đường đúng không? Cái tường nó to đó mọi người, nó không cần rốt quen cái ray nữa. Nghĩ vậy sao mà uống. Rồi, nhiệm vụ của mẹ đó. Bây giờ cho nhiệm vụ của mẹ, mẹ ngồi mẹ khoái đi. Mẹ khoái đi ra tay đi. Bây giờ mẹ uống rồi. Hai cái xuống đi, xuống đi. Xuống đi, từ từ. Rồi xuống đi. Không, giờ sao mà múc được. Rồi, đây, đây, để anh hỗ trợ cho. Cái xúc nè. Cái xúc còn phải xúc vô chứ. Đâu có mẹ kiếm đường đâu. Ê. Nhưng mà sao còn mẹ nhiều ngày. Bây giờ mẹ cái... xúc bên thai đi, mẹ xúc cho bên thai đi. Xúc cho bên thai đi. Ôi, đúng rồi. Ôi, đúng rồi. Dạ sao đúng rồi. Thì vậy mẹ uống chua nè. À, bà. Rồi được rồi. Chứng tỏ cái này là phải khó uống nè. Chết rồi. Cái đó mới là khó uống. Rồi, bây giờ Thảo là vừa nè. Rồi Thảo. Bây giờ nhiệm vụ của em là phải lên đây. Lên lên hả? Bây giờ nhiệm vụ còn phần muối nữa. Giờ nhiệm vụ của con là phải. Hay con có, con thấy gì đâu mà thấy. Dạ. Yeah. Rồi. Cái đó là khó uống nhất. Muối, bây giờ muối đúng không? Rồi mọi người bây giờ sẽ đến phần là chọn muối nha mọi người. Giờ chọn giữa 1 và 2. Hai cái thôi hả? Hai cái thôi. Phải tại chọn trước. Bây giờ từng người chọn. Hãy chọn trước số mấy? Hãy chọn số mấy? Số 1. Rồi, số 1 đúng không? Rồi Thảo mở đi. Thảo mở số 1 của Thảo là gì? Rồi cái vé từ từ chưa đến lượt anh bây giờ xếp đi rồi quay lại. Trời ơi, cái vé mẹ quay lại rồi quay lại rồi bây giờ đến lượt người tiếp theo. Rồi con chọn đi. Mình hả? Con chọn số 2. Số 2 ấy mở đi. Nghĩ ra cái đũa và cái nĩa. Uống cái gì đứng chân rồi dưới lưng mẹ. Dưới lưng mẹ đúng không? Mẹ quay lại đi. Mẹ số mấy? Chọn số mấy? Số 2. Số 2, mẹ chọn số 2. Mẹ chọn đây. Con ghen muối. Con ghen muối. Rồi, sau khi tao dơ dụng cụ lên. Đây là bây giờ dụng cụ 3 người để mẹ lấy muối nha cả nhà. Rồi, mẹ lấy đi. Nghĩ sao một chén muối sao uống? Chết. Thôi. Thôi, nó được mình. Ôi, một ai ba bà vô. Bà vô. Ôi. Trời ơi. Đi coi đi coi. Ôi. Ôi, lên lên của mình đây. Không, không, không có gì đâu ngoài hết mẹ. Đúng chưa? Rồi đủ rồi đúng không? Bây giờ là cho nước nha. Bây giờ là cho nước. Bây giờ cho nước. Bây giờ mọi người 2 ly nước đi. Bao nhiêu tả là 2 ly nước cho rồi. Một ly thôi. Một ly là. Mọi người 1 ly nước. Là con là dễ uống nhất. Uống mất mới lạ chua lè chua lét này. Mẹ bây giờ nó bành. Rồi. Mẹ một ly nè. Một ly. Chết rồi. Đó. Giờ ly thì hơi nhiều. Không, chua lắm. Sao vậy? Hai người ra sức ngoài. Hai người đã sức ngoài. Bây giờ đến lượt mình đây. Đứa chọc đi đây. Mình, rồi mình ly nước. Con cũng không chua lắm. Cũng không chua nhưng mà dễ uống còn cái này nó mặn. Rồi. Thì dơ lên mọi người, dơ hai dơ cái thùng của hai lên mọi người coi nước nè. À, giờ đó, đây nói chung là đây là. Sao mẹ nhiêu dữ mẹ thì mẹ lắm nuôi con bé vậy. Bây giờ mẹ đường với lại muối cũng nhiều. Bây giờ đây là nói chung là phong cách mà uống nước chanh của gia đình xua xí soạn nha. Bây giờ.
Dạ. Con đá nó nhiều sẽ uống. Uống đá luôn. Bây giờ chỉ cần uống hết đi. Bây giờ nè, không từ từ tảo. Bây giờ mỗi người là chỉ cần uống một muỗng thôi là được. Còn trước nha. Bây giờ để mình uống lại coi. Bây giờ là chơi thử thách nhưng mà uống một muỗng thôi chắc không uống được nhiều đúng không? Cái muỗng đó cho mẹ uống. Ơi. Thảo uống đi con. Rồi bây giờ là nước Thảo. Là nước Thảo nha. Nước của Thảo đây. Thảo chưa uống mà con đã uống rồi. Cái gì vậy? Muối không à? Cái gì Thảo? Rồi Thảo uống đi. Quay con đi. Đây là đây nữa lúc mẹ cảm nhận cái của Thảo á. Trời ơi. Đây mà gọi là nước chanh hả? À? Nước muối thì có chứ. Cái gì vậy? Cái mặn quá. Cái vị của Thảo là rất là mặn nhưng mà không ăn thua gì so với của mẹ mày đâu. Thảo một cái bay xúc đất bằng đường vẫn còn mặn hả? Vẫn mặn. À mày đường ít, mà muối nhiều. Giờ cái của mẹ, cảm nhận vị của mẹ coi, mẹ uống đi. Giờ con uống trước đi. À, cái của mẹ muối rất là nhiều nhưng mà nó vẫn có độ ngọt còn dễ uống hơn cái của Thảo. Dạ hả? Uống thử thôi. Cảm giác uống nước muối á. Rồi. Đây nha mọi người, bây giờ mình uống thử của mình nghe, để mình lấy một chiều nha. Lấy một chiều. Lấy giấy. Rồi. Lấy một chiều. Vậy chứ ai là người pha nước chanh ngon nhất? Trời ơi, cái này nó muốn nó mặn xong nó chua nó chát lên luôn mà sao uống được. Của con ngon nhất. Không, mình lại cho trọng tài thử. Trọng tài thử. Không, được trọng tài thử đâu. Tôi chỉ cho trọng tài thử. Mình trọng tài thử đi. Không, con mẹ đi. Con chồng của bên đây. Không thử, tôi chỉ trọng tài thử. Con mới biết mẹ vị chứ. Không, tôi chỉ trọng tài thử. Không, mẹ vị đi, con sẽ nói chứ. Không. Sau khi là nếm ra mình thấy là của Thảo là được nhất nha mọi người. Đó, Thảo là nói chung là may mắn nhất là mới được vô ngon nhất á. Đó, còn của anh thì sao? Của hai thì chua quá. Của mẹ sao? Của mẹ thì nó nếm tình cục đường không lấy nước đâu hết trơn á. Nói chung là hôm nay á là Thảo là người chiến thắng nha cả nhà. Đó, Thảo là người làm nước chanh ngon nhất. Đó, hôm nay là Thảo là người chiến thắng luôn đó. Được rồi. Đó thì hôm nay clip tới đây là hết nha cả nhà. Thì hẹn cả nhà ở những clip tiếp theo luôn. Ok.